thể quý vị đã đến với buổi lễ khai trương của cửa hàng Menas số 1 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Dương ngày hôm nay. Xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào, lời cảm ơn trân trọng và nồng nhiệt nhất. Kính thưa đồng chí Nguyễn Doãn Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định. Kính thưa đồng chí Lương Thị Thu Phương, Chủ tịch Ủy ban dân phường Trần Đăng Ninh. Kính thưa các đồng chí là đại diện của Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định. Trước hết, xin thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Dương được trân trọng cảm ơn nhiệt tình chào đón toàn thể quý vị đã về dự, động viên và chúc mừng công ty chúng tôi nhân ngày khai trương cửa hàng Minmark. Sự có mặt của quý vị hôm nay là nguồn khích lệ động viên lớn đối với toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động của công ty chúng tôi. Công ty đã có lời mời chúng tôi và xin chúc công ty cũng như chúc toàn thể các quý vị đại biểu tham dự buổi hội nghị ngày hôm nay có một sức khỏe và chúc cho hội nghị buổi khai trương của chúng ta thành công tốt đẹp. Lễ khai trương cửa hàng Minmark số 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dương. Mời chào vào đây thật lớn tới từ toàn thể quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm ngược để chính thức kết bằng cho lễ khai trương ngày hôm nay ạ. 3, 2, 1.